giáo viên tưởng học sinh đóng kịch, cậu bé 5 tuổi qua đời. Romeo Pierre Louis, 5 tuổi, qua đời vì bệnh tim hiếm gặp và cha mẹ. Cậu bé đang kiện trường học của cậu bé vì đã không điều trị y tế kịp thời khi bé ngã quỵ trên sân trường. Cậu bé Romeo Pierre Louis, 5 tuổi, đã tử vong trong sân trường vì các giáo viên nghĩ cậu bé chỉ chơi trò giả chết cho vui. Cha mẹ của Romeo Pierre Louis đã đệ đơn kiện sau khi cậu bé qua đời tại Học viện Quốc tế Sutter Hooker ở West Hartford, bang Connecticut, Mỹ, vào tháng 4, 2022 sau khi đột quỵ vì bệnh tim hiếm gặp. Trong đơn đơn kiện nhà trường, bố mẹ của Romeo cho rằng cậu bé có thể đã sống sót nếu tình trạng của cậu được phát hiện và xử lý sớm hơn. Bạn học của cậu bé đã cố gắng thông báo cho giáo viên của họ ở trường sau khi cậu bé đột ngột ngã xuống đất khi đang chơi game. Các giáo viên nghĩ rằng cậu học sinh chỉ tham gia vào một trò chơi có tên là giả chết, một trò chơi phổ biến đối với trẻ em ở đó. Romeo mắc một chứng bệnh gọi là hội chứng Brugada, gây ra nhịp tim không đều, có thể được điều trị tại bệnh viện. Cha mẹ của Romeo nói rằng cậu bé có thể sống sót nếu được điều trị kịp thời. Mặc dù các luật sư bào chữa của nhà trường vẫn chưa đưa ra lập luận phản bác về cơ hội sống sót của cậu bé sau khi ngã quỵ. Tuy nhiên, có một sự chậm trễ quan trọng 9 phút giữa lúc Romeo ngã quỵ và nhân viên mãi sau đó mới đến để kiểm tra cậu bé và gọi xe cấp cứu. Khoảng 35 phút sau cú ngã quỵ, một chiếc xe cấp cứu mới có mặt tại hiện trường và đưa Romeo đến Bệnh viện Nhi đồng Connecticut, nơi cậu qua đời 2 ngày sau đó.